Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút thời thư giãn và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tựa đề thì hôm nay sẽ tiến hành làm một chút video để chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về cái công việc cách cắt những cái dây tiêu này để làm giống mà. Hôm nay thì sẽ tiến hành cắt những cái dây tiêu này để làm giống này. Nói chung video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như là cách chăm sóc của từng nhà vườn nữa. Cứ chia sẻ lên thôi các bác, cái gì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi bác. Rồi vào chủ đề chính luôn, đây là những dây tiêu Vĩnh Linh bác. Dây tiêu này em sẽ tiến hành cắt để làm giống thôi. Về cách chọn dây tiêu để làm giống thì thường là chúng ta sẽ chọn những cái dây tiêu năm thứ nhất, năm thứ hai bác. Những dây tiêu mà thường là nó sẽ chưa ra trái bác, nhất là chưa mang trái này. Thứ hai nữa là cái dây tiêu của chúng ta đang còn xanh bác. Đây, những dây tiêu của chúng ta đang còn xanh, chưa có dấu hiệu bị sần sùi cái dây tiêu bác. Xanh và chưa mang trái thì khi mà chúng ta ươm cũng như là trồng thì thường nó sẽ phát triển mạnh hơn là những cái dây tiêu mà nó đã mang trái với lại là nó đã già cái dây tiêu mắc. Những dây tiêu mà nó vàng nó già thì khi mà chúng ta ươm cũng như là trồng thì lên nó sẽ không được mạnh mắc. Cho nên cách chọn dây tiêu là chúng ta sẽ chọn những dây tiêu năm thứ nhất, năm thứ hai và những dây tiêu đang còn xanh. Bác nào mà những cái dây tiêu mà không có tiêu năm nhất, năm hai thì chúng ta có thể chọn những cái dây tiêu nào nó ở trên ngọn mắc, cái phần trên ngọn á, phần trên ngọn, những cái phần mà nó chưa mang trái bác, những dây tiêu đang xanh, cứ dây tiêu đang xanh với chưa mang trái là chúng ta sẽ dành lấy làm giống bác. Đây, những dây tiêu này thì ở dưới này thì nó cũng mang trái bác. Đây, ở dưới thì nó cũng mang trái rồi. Những khúc phần dưới này thì cái dây tiêu nó già rồi bác. Đây, dây tiêu gốc tiêu già rồi bác. Chúng ta cắt đi, cắt thì cho nó trồi lên. Rồi, trồi lên xanh và chưa mang trái. Hai phần khác nhau bác, một phần dưới thì mang trái già, còn phần trên này thì chưa mang trái với xanh thì chúng ta sẽ cắt những cái phần trên chưa mang trái cũng như là dây đang còn xanh là chúng ta sẽ làm giống được thôi bác, chứ không nhất thiết phải là cứ tiêu nhâm nhất đâu bác. Nói chung cứ dây tiêu chưa mang trái với dây tiêu đang còn xanh là chúng ta sẽ tiến hành tận dụng để trồng được hết bác, nên rất là mạnh luôn. Và cái quan trọng đó là cái dây tiêu của ta sẽ phải có rễ nhé bác. Đây, những dây tiêu của ta chắc chắn là phải mang rễ rồi. Đây, rễ nó bám vào thân, rất là nhiều rễ bám vào những cái mắt này thì lúc đấy chúng ta dâm xuống thì sẽ phát triển mạnh mắc. Để tránh hạn chế chúng ta lấy những dây tiêu mà nó không có rễ các bác, không có rễ thì sau này nó lên rất là chậm. Về cái thời điểm cắt thì chúng ta sẽ cắt vào cái thời điểm mà những cái mắt này đang ngủ các bác. Đây, các bác lưu ý cái thời điểm cắt dây tiêu làm giống là chúng ta sẽ cắt những cái thời điểm mắt này đang ngủ này, chứ hạn chế tránh trường hợp chúng ta cắt vào cái thời điểm mà những cái mắt này đã nhú cựa cũng như là đang chuẩn bị ra lục non mắc. Cái thời điểm gì thì cây đang phát triển rất mạnh cho nên là chúng ta cắt vào thời điểm đấy thì cây nó đang dư nước bác. Dư nước thì chúng ta cắt, chúng ta ươm thì thực sự là nó cũng lên thôi nhưng mà nó sẽ chậm bác. Chậm hơn là chúng ta sẽ cắt vào cái thời điểm mắt đang ngủ này. Mắt đang ngủ này, đang già mắt bác. Với lại lá nó cứng này bác. Rồi, chúng ta sẽ cắt vào cái thời điểm mắt ngủ, lá cứng. Chứ tránh trường hợp chúng ta cắt vào cái thời điểm mà lá đang còn non. Như vậy thì cây nó đang dư nước bác, nước nhiều bác. Lúc đấy chúng ta cắt về ươm thì hay bị héo dây cũng là chết dây, cũng là lấy chậm mắt. Đấy, đây là những cái cách cắt dây, cách chọn dây cũng như là thời điểm cắt dây bác. Rồi, bây giờ thì em sẽ cắt nó xuống bác. Rồi, cắt những cái phần trên này thôi. Về cái thời điểm mà ươm thì thường là sẽ vào mùa khô bác, mùa khô đầu mùa mưa. À, cái thời điểm ươm tốt nhất bác. Ươm mà để cho vào mùa mưa là chúng ta trồng luôn. Thường là mùa khô, giữa mùa khô là chúng ta tiến hành ươm được rồi bác. Đây, em sẽ cắt xuống 2 giây cho các bác đây. Khi cắt này gỡ chúng ta gỡ từ từ nhé bác, tránh trường hợp nó bị gãy dây, dập dây bác. Dập dây thì khi mà chúng ta dầm xuống đất thì hay bị nấm bệnh tấn công bác. Ok. Cứ dây tiêu mà đang còn xanh chưa mang trái thì chúng ta sẽ tiến hành ươm thôi các bác. Không nhất thiết phải là tiêu năm thứ nhất hay là năm thứ hai gì cả. Rồi các bác.
này là những dây tiêu mà chúng ta sẽ tiến hành lấy để làm giống các bác. Rồi, rễ nó phải đảm bảo này. Rễ đang là rất là nhiều rễ các bác. Cái này dầm xuống cho ta, nếu bác nào có điều kiện thì ươm bỏ kích rễ, ngâm kích rễ. Sau đó tiến hành ươm thì lên rất là mạnh các bác. Cái điều kiện quan trọng nhất là phải có rễ này. Và cái thứ hai nữa là chưa măng trái các bác. Chưa măng trái này. Cái thứ ba nữa là dây đang còn xanh các bác. Dây xanh và không có nấm bệnh gì hết. Như vậy là xong. Những dây tiêu mà chúng ta sẽ chọn để làm giống các bác. Và cái thời điểm cắt thì chúng ta sẽ cắt vào thời điểm lá nó già các bác. Lá già, lá cứng lá này. Mắt đang ngủ này. Như vậy là những dây tiêu này chúng ta sẽ chọn để làm giống ok nhất các bác. Ok, như vậy là video chia sẻ, giao lưu với các bác về cái công việc cắt dây tiêu để làm giống của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.